sau đây xin mời ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng sẽ chia sẻ những cảm nghĩ của mình về hành trình ý nghĩa đã tạo ra ngày hôm nay ạ. Xin kính chào tất cả quý vị đang theo dõi tại trường Bưu Đại Nam, cũng như quý vị cộng đồng mạng đang theo dõi chương trình tại trường Bưu Đại Nam. Hôm nay thì thật sự phải nói là tôi nghĩ rằng trong cuộc đời sẽ có rất nhiều lần hạnh phúc, nhưng có lẽ hôm nay là ngày tôi hạnh phúc nhất. Tôi muốn nói lời cảm ơn với tất cả mọi người đã dành cho tôi một cái tình cảm chân thành và luôn ủng hộ Đại Nam. Đó là những gì tôi nợ nhân dân một tình thương, nợ anh Huỳnh Uy Dũng một ân tình, và tôi nguyện sống vì dân. Và hôm nay chính tôi là tác giả của chương trình. Tôi kêu gọi tất cả mọi người chung tay chung sức để chia sẻ những hoàn cảnh khó khăn, những cơn bão lụt như thế này. Nguyễn Phương Hằng tôi chị, cầm giùm em cái được không? Huy Dũng hồi phục lại tất cả những chức vị trong công ty mà tôi đã điều hành suốt nhiều năm nay. Và hôm nay tôi xin trân trọng báo tin cho quý vị, Nguyễn Phương Hằng tôi dùng 10 tỷ để ủng hộ chương trình này. Nhà Loan đem cái bảng lên cho cô. Đây là cái giá trị thật sự của tôi khi tôi trở về công ty. Lý tưởng sống của tôi là giúp đời, giúp người. Và trước đây thì tôi cũng có nghe anh Huỳnh Uy Dũng đã đóng góp 5 tỷ vào cái quỹ này. Và hôm nay tôi tiên phong 10 tỷ trước khi vào chương trình, được không ạ? Xin mời mang một tấm bảng lên để trao tặng cho Quỹ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đây là 10 tỷ đồng do tôi là Nguyễn Phương Hằng đại diện cho công ty trao tặng 10 tỷ đồng cho Quỹ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Hai người ta sống vậy đó mà nhiều người ghét. Người mà trên đời này cũng có mình cả. Người đây thật sự là tôi vô cùng hạnh phúc và xúc động khi thấy mọi người vẫn còn yêu thương tôi, thương mến Đại Nam, cũng như ủng hộ tôi. Và sau đây tôi nhường lời cho anh Huỳnh Uy Dũng sẽ phát biểu đôi lời với tất cả quý vị có mặt tại đây ạ. Kính thưa tất cả các cô chú, các anh chị, các bạn bè và các em thân mến, năm vào ngày mùng 10 tháng 3 năm 1999 là ngày vào ngày giỗ tổ Hùng Vương, tôi đã động thổ xây dựng Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến. Và cái nơi mà quý vị đã đến tham quan ngày hôm nay, kính thưa quý vị, tôi xin trăm trăm nghìn trọng cúi đầu cảm ơn tất cả quý khách đã đến chung vui chương trình và tham quan Đại Nam Văn Hiến. Và tôi cũng xin cảm ơn trời Phật đã giúp cho chúng ta ngày hôm nay trời quang mây tạnh để cho tất cả các cô chú, các anh chị, các bà con về đây một ngày tham quan vui vẻ và dự cái buổi lễ ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, vào ngày 10 tháng 3 năm 1999, ngày giỗ tổ Du Hồn, tôi đã xây dựng Lạc Cảnh Đại Nam Văn Hiến. Và cái ngôi điện thờ chính ở tại Đại Nam mà quý vị vào thăm ngày hôm nay, đó là cái ngôi thờ gọi là, cái tên gọi là Kim Điện Quốc Tổ Hùng Vương. Nói đến dân tộc Việt Nam thì các bạn không bao giờ quên được, chúng ta có cội nguồn, có tổ tiên, có một lịch sử oai hùng. Tôi có để ngay cái cổng của Đại Nam là Đại Nam Quốc Tổ Hùng Vương. Đại Nam là tên nước của nước Việt Nam của chúng ta, và thời Hùng Vương là cái nền tảng của đất nước Việt Nam của chúng ta ngày hôm nay. Cái nền tảng của đất nước của chúng ta
là chúng ta may thay lần thay chúng ta có cha có mẹ, đó là cha Lạc Long Quân, mẹ Âu Cơ. Chính từ đó chúng ta có mẹ và cái gia tài không có gì lớn lao to lớn mà mẹ đã để lại cho chúng con, cho chúng ta và cho đất nước lớn bằng hai chữ đồng bào. Anh. Hai chữ đồng bào vô lượng nghĩa, nghĩa đời, nghĩa đạo, nghĩa gian san. Chính từ hai chữ đồng bào hun đúc cho chúng ta có được một tinh thần dân tộc và chúng ta có được bản sắc dân tộc luôn nhớ về cội nguồn, và xuất phát từ đó chúng ta có được một cái sắc thái dân tộc, một cái linh hồn của dân tộc, một cái bản chất của người Việt Nam, gọi là bản sắc, nói chung chúng ta gọi chung nó là bản sắc của dân tộc Việt Nam, đó là chữ trung, chữ hiếu, chữ tình, ba chữ gói một, nội tình văn lang là thời hậu phương. Và trong tất cả thứ tình, cái tình to lớn nhất là tình cốt nhục. Yeah. Cái tình gốc dọc chúng ta từ ngàn xưa chúng ta có cha có mẹ, rồi sanh ra nhiều họ, rồi chúng ta nhiều nhánh. Về mặt á, địa lý thì chúng ta chia ra miền Nam, miền Trung, miền Bắc, nhưng thật sự cùng chung gốc dọc. Dù chúng ta ở khắp mọi nơi, ở từ ở nước ngoài hay chúng ta đang ở miền Nam, miền Trung, miền Bắc, thì chúng ta cũng có chung một cội nguồn. Chúng ta rất hãnh diện, chúng ta có mẹ, may thay, lành thay. Con dân Việt Nam chúng ta là người luôn biết ơn cha mẹ, ông bà, tổ tiên, biết ơn cội nguồn. Nên tôi đã quyết tâm xây dựng và hướng về cội nguồn của quốc tổ Hùng Vương. Ấy là chốn từ đàn Cẩm Tú thuộc Phong Châu Vịnh Phú quê mình. Nơi hồn quốc tổ quang vinh, nơi hồn quốc tổ hiển linh vạn đời. Và từ thời Hùng Vương đã để lại cho chúng ta, muốn giữ được nước, muốn dinh được nhà, chúng ta sống trên một cái mảnh, một đất nước thường xảy ra thiên tai và chiến họa. Nên trong mỗi con người Việt Nam chúng ta có một cái tinh thần bất tử. Ông cha đã nhắc nhở chúng ta để tồn tại, một là chúng ta phải khắc phục thiên tai, hai là chống lũ giặc ngoài xâm lăng, ba là tình nghĩa trăm năm, bốn là rạn vẽ tranh rằm từ bi. Thì muốn chống, muốn khắc phục được thiên tai thì đó là cái chúng ta phải nhớ đến từng cốt nhục đồng bào chúng ta đang xảy ra thiên tai hoạn nạn, thì phải có một cái ban điều phối để giúp từ trung ương xuống địa phương. Và chúng tôi đã từng đi làm từ thiện nhiều nơi, nhưng tôi thấy là riêng cái khắc phục thiên tai và chiến họa thì không ai hơn là cái nơi tập hợp to lớn của các tổ chức chính trị, của các tôn giáo, của các hội, của xã hội, của các hội hè, đó là Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Nên chúng tôi quyết tâm và nhìn ra thấy, và chúng tôi quyết tâm để dành hết thời gian và tổ chức, vợ tôi có đề xuất tổ chức cái chương trình là chung tay cùng với đồng bào miền Bắc bị thiên tai qua cơn bão số 3. Kính thưa quý vị, vừa qua thì tôi cũng có ủng hộ cho chương trình 5 tỷ. Nhưng vợ tôi sau khi đi về xong cái thực hành cái nghĩa vụ của mình đối với thi hành pháp luật thì về, thì vợ tôi có đề xuất cái chương trình đầu tiên của em làm, đó là chung tay cùng với đồng bào miền Bắc. Và trái tim em sẽ hòa nhập vào trong việc này, cho em làm đề nghị với tôi như thế. Và tôi
tôi nói với vợ tôi, anh đồng ý và ủng hộ em hai tay. Kính thưa quý vị, hiện nay là tại trường đua rất là sôi nổi, thì tôi sẽ là một người đang đứng đây cũng như đã từng livestream với quý vị hàng rất nhiều giờ đồng hồ, và hôm nay tôi sẽ trở lại để cảm ơn quý vị, không phụ lòng quý vị đã yêu thương tôi. Tôi nợ nhân dân một tình thương cũng như tôi đã vừa nói với quý vị. Và bây giờ thì tôi sẽ bắt đầu chương trình. Đầu tiên là tôi để cho con trai tôi nó sẽ nói một lời như thế nào. Con nói cho tất cả quý vị đang có mặt ở đây xem như thế nào. Con nói đi. Con rất cảm ơn các cô chú yêu thương và ủng hộ ba mẹ con. Hôm nay nhân dịp ba mẹ con tổ chức chương trình gây quỹ chung tay ủng hộ đồng bào, con cũng muốn góp số tiền nhỏ của con đã được cô chú tặng nhân dịp sinh nhật lần thứ 12 của con. Con mong cô chú sẽ luôn yêu thương và ủng hộ ba mẹ con. Và số tiền mà Hữu ủng hộ là bao nhiêu Hữu ơi? Cháu vừa rồi là cái ngày 21 tháng 9 vừa qua thì cháu là ngày sinh nhật, nhưng mà làm rất gọn, số anh em trong công ty và bạn bè thì các chú có tặng cho cháu là 35 triệu rưỡi. Cháu muốn dành hết cho các bạn cùng trang lứa ở đồng bào miền Bắc. Quá tuyệt vời thưa tất cả quý vị, người nhỏ việc nhỏ nhưng tấm lòng thì lớn đúng không ạ? Quý vị hãy dành những tràng vỗ tay cho ông Huỳnh Huy Dũng và Nguyễn Phương Hằng và bé Huỳnh Hằng Hướng. Và sau đây thì để không phụ lòng quý vị, có vẻ là một ngày mệt mỏi, thì tôi sẽ hát ba bài hát đầu tiên. Kính thưa quý bà con cô bác, trước khi bà xã tôi hát thì cho tôi một lần nữa xin chân thành trăm trăm nghìn trọng cảm ơn tất cả các quý vị đã về tham dự cái ngày vận động như thế này và thăm quán khu du lịch Đại Nam. Và bây giờ đây thì mời ông Huỳnh Huy Dũng và bé Huỳnh Hằng Hữu sẽ xuống sân khấu để theo dõi mẹ của mình, vợ của mình và thần tượng của những người đang có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Kính thưa quý vị khán giả, cộng đồng mạng trong và ngoài nước, thì Nguyễn Phương Hằng tôi đã trải qua những tháng ngày thật là tồi tệ, và hôm nay tôi rất là hạnh phúc khi tôi được trở về với chồng, với con và nhất là mẹ của tôi. Năm nay bà đã 92 tuổi, nhưng tôi cũng về được ôm mẹ tôi là hạnh phúc nhất, và được quý vị thương yêu tôi cũng là hạnh phúc nhất trong một kiếp làm người của tôi. Thì quý vị cũng biết rằng là trong tận cùng của khổ đau, tôi thường gọi tên tôi Nguyễn Phương Hằng, và tôi đã sáng tác hai bài hát mà trước đây tôi không có một ý tưởng nào về nhạc chế. Nhưng rõ ràng là tôi quá đau khổ, cho nên tôi sẽ trở lại cho quý vị bài hát đầu tiên mà tôi tự sáng tác bằng máu và nước mắt của tôi. Đó là bài hát T30 và tôi, dựa vào cái giai điệu đoạn buồn đêm mưa mà tôi đã hát và tôi đã khóc. Vì trong tận cùng của khổ đau, tôi đã thốt ra được những bài thơ, những bài hát tuy nó không hay, nhưng đó là những gì thực nhất mà Nguyễn Phương Hằng tôi đã trải qua và muốn chia sẻ cùng với quý vị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đúng rồi đó. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và tôi đã trải qua những ngày thật là tồi tệ để ngày hôm nay tôi trở về đây với tất cả tình yêu thương mà dành cho nước và nhân dân. Sau đó thì tôi chuyển lên Bố Lá. Nhân cái dịp này thì tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến trại Bố Lá 28 ngày ở nơi đó. Tôi còn nghe được hơi ấm tình người. Tôi còn biết tôi còn một cái tương lai tốt đẹp và mong cải tạo tốt để sớm trở về với đời với mọi người. Sau đó tôi lên An Phước. Khi tôi lên An Phước thì một đêm mưa gió, mưa tơi bời suốt đêm. Tôi ngồi sĩ, nhưng đó là những cảm xúc rất thật mà Nguyễn Thành Phương Hằng tôi đã trải qua trong hơn 2 năm rưỡi. Và hôm nay tôi đã trở về cùng quý vị, tôi hát bài Đoạn Buồn Đêm Mưa để cho quý vị thấy rằng Nguyễn Phương Hằng tôi đã trở lại, được không ạ? Những người mà bạn của vợ chồng tôi, và khi tôi vắng nhà thì anh chị này đã gần gũi và an ủi chia sẻ với anh Dũng rất là nhiều. Thì thôi bây giờ mời anh chị lên sân khấu khai mạc cái thùng tiền, cũng như là sẽ khui ra một đợt một cho quý vị xem. Phương Hằng tôi đã mở hàng 10 tỷ rồi nha quý vị. Và chúng tôi làm bằng tất cả những gì có thể. Kể cho quý vị nghe một chuyện. Khi tôi ở T30 thì tôi có đọc báo thấy đồng bào miền Bắc bị lũ lụt. Tôi đọc kỹ lắm quý vị, đọc từng chi tiết một. Sau đó tôi nói với lại một quản gia: trời ơi, sao không thả tôi về đi, cho tôi về với dân đi, tôi còn giúp dân nữa. Tôi nói bằng tất cả báo và nước mắt của tôi. Và hôm nay tôi đã trở về và tôi sẽ cố gắng làm hết những gì giúp dân, giúp nước. Đó là lý tưởng sống của Nguyễn Phương Hằng và ông Huỳnh Quy Dũng, được không quý vị? Xin mời bộ phận ban tổ chức sẽ đem những thùng tiền di chuyển lên sân khấu. Và chúng tôi cũng có xin đồng mời ban lãnh đạo Đại Nam sẽ cùng di chuyển lên để cùng kiểm những thùng tiền của mọi người. Nhưng anh lên
Đây là những người bạn, những người mà rất là gần gũi với vợ chồng tôi. Em mời anh phát biểu vài câu ạ. Bây giờ có quý vị nào muốn bỏ tiền vô thùng không ạ? Xin mời quý vị. Mời Hiền Anh phát biểu đôi lời với quý vị khán giả ở đây. Em xin kính chào tất cả các cô, các chú, các anh, các chị trong nước cũng như nước ngoài. Trong giây phút xúc động này giữa một biển người, em không biết phải nói điều gì ngoài sự biết ơn từ sâu trong trái tim mình. Xin quý vị nhận của em một lời cảm ơn chân thành nhất, xin đa tạ. Và với riêng chị Nguyễn Phương Hằng, bây giờ quý vị xung tôi á, 50.000 thôi, 100.000 thôi quý vị, cố ít làm nhiều, xin mời quý vị lần lượt nha quý vị, lần lượt nha quý vị. Đây 1.000.000 đồng, à em tên gì? 2.000.000 nha quý vị, xin cảm ơn em rất nhiều. 2.000.000 nha quý vị. Thưa quý vị, tại lời kêu gọi của chị Nguyễn Phương Hằng cho đồng bào lũ lụt, em có 2 phong bì. Phong bì thứ nhất là của bạn Lạc Phong, xin ủng hộ 5.000.000 đồng. Còn phong bì thứ hai là 20.000.000 đồng của Hiền Anh và ba chị khán giả. Di chuyển tất cả các thùng tiền từ bãi xe điện 6 thùng, đền thờ 20 thùng, khu trò chơi. Quý vị cho em tiền đi, em sẽ hát cho quý vị nghe cháy luôn. Quý vị chơi hết lòng đi, em chơi hết dạ quý vị. Rồi, xin mời ai còn ai tiên phong nữa mà. Của anh Tính Hải Mai. Xin cảm ơn rất nhiều.